Chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Hôm nay 9 tháng 3 năm 2021. Giá cá tra tại khu vực các tỉnh miền Tây như Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang giảm nhẹ. Cụ thể như sau, cá tra thịt giá 21 đến 21.500 đồng 1 kg. Cá cha giống size 30 35 con giá 29 đến 30.000 1 kg. Giá ếch thịt khu vực Đồng Tháp. An Giang đang ở mức 37 đến 38.000 đồng 1 kg. Giá ếch giống loại 100 đến 150 con 1 kg giá 500 đồng một con. Giá cá kèo loại 40 con 1 kg giá 69 đến 70.000 đồng. Mời quý bà con tiếp tục theo dõi giá cá lóc, cá điêu hồng, cá rô phi, cá rô cá thắt lát, cá chê vàng theo bảng giá sau, cũng như liên kết ở phần bình luận nhé. Tiếp theo với mặt hàng tôm, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh tại khu vực Bạc Liêu và Sóc Trăng như sau. Giá tôm thẻ size 30 con lớn giá 180.000 đồng 1 kg. Size 30 con nhỏ 178.000 đồng. Size 40 con lớn 150.000 đồng 1 kg. Size 40 con nhỏ 148.000 đồng. Size 50 con lớn 138.000 đồng 1 kg. Size 50 con nhỏ 136.000 đồng. Size 60 con 126.000 đồng 1 kg. Size 70 con 118.000 đồng. Size 80 con 108.000 đồng. Size 100 con đang ở mức 92.000 đồng 1 kg. Về chi tiết giá cá, giá ếch, giá tôm thẻ, giá tôm sú hôm nay mời quý bà con tiếp tục theo dõi liên kết tại phần bình luận của bản tin nhé. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay. Nếu thấy nội dung hữu ích xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé. Chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu.